Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Ngày hôm nay thì Đức Tú sẽ gặp lại quý khán và các bạn để giới thiệu về một bộ sản phẩm nghe nhạc cho các phòng có diện tích nhỏ từ 10 đến 20m2. Và cụ thể hơn, đó là bộ sản phẩm tới từ thương hiệu Denon với model CEOL-N11DIB. Và đây là bộ sản phẩm nghe nhạc mini rất công nghệ và độc đáo. Cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp phần clip để khám phá về bộ sản phẩm này nhé. Vâng, thưa các bạn, và đây là bộ sản phẩm CEOL-N11DIB mà Tú cũng đã bóc hộp ra rồi. Và cái phiên bản ngày hôm nay mình review cho các bạn là phiên bản màu trắng. Đi kèm với đó thì hãng cũng sẽ phát triển thêm phiên bản màu đen các bạn nhé. Đầu tiên thì cái bộ sản phẩm này sẽ được tách ra làm hai, đó là một chiếc amplifier và một cặp loa Buxell đi kèm với bộ N11. Và đây là cái phiên bản nâng cấp từ phiên bản N10 trước đó. Nếu các bạn đã dùng phiên bản N10 thì cũng đã đủ hiểu về các công nghệ của phiên bản N11, phiên bản lần này. Tuy nhiên thì sẽ có một số các cái đổi mới và lát nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi về cái bố cục của bộ sản phẩm. Bộ sản phẩm sẽ chia là phần ampli và phần loa Buxell. Về phần loa Buxell này mình sẽ tư vấn trước cho các bạn. Thì với mẫu loa Buxell này, đó là cái series của sản phẩm là SC-N10. Và mẫu loa này sẽ có cái phần kết cấu đó là hai loa. Một phần loa ở phía trong này với loa mid trung có cỡ là 12 cm, và phía trên chúng ta sẽ có một loa twister là 3 cm. Và chiếc loa này sẽ có cái phần đáp ứng tần số là từ 50Hz đến 20kHz, sẽ giúp cho các việc mà các bạn trải nghiệm với những cái bản nhạc có tiết tấu về âm trầm hay âm trung và thậm chí là những cái âm cao sẽ rất là rõ nét và chân thực. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc ampli N11 nhé. Với mẫu ampli N11 này thì các cái phần công nghệ tính năng sẽ được tích hợp rất là hoàn hảo, từ analog cho đến các tính năng nghe nhạc số digital. Cụ thể như các bạn thấy thì phía trước của chiếc ampli này sẽ được cơ cấu rất là đơn giản. Nó chỉ có đơn giản đó là nút nguồn, phần đèn LED cũng như là phần eject để ra đĩa. Phía dưới này chúng ta sẽ có ngõ cắm 3.5 để nghe phần tai nghe. Và một cái điểm chú ý đặc biệt, các bạn có thể phân biệt được giữa dòng N10 và dòng N11 ở phía trước này, đó chính là cái phần ký hiệu DAB cộng ở đây. Và đây là một cái tính năng truyền thông số để các bạn có thể nghe đài FM và một số các đài khác với rất nhiều các kênh khác nhau, và cái tín hiệu nó sẽ được ổn định hơn, không bị kiểu re re như một số các cái phần tín hiệu sóng kém như các phiên bản trước. Thì đấy là một số cái phần thay đổi, và các bạn có thể nhìn điểm nhấn ở phía trước và nhận biết cái phiên bản N11 của ampli này. Và như mình nói thì cái mẫu ampli này nó sẽ tích hợp rất nhiều các tính năng công nghệ nghe nhạc. Đầu tiên thì đó chính là tính năng nghe nhạc của CD. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng CD ở cái cảm phía trước này rất là đơn giản, bằng cách là thao tác bấm phím vật lý hoặc là sử dụng đi kèm đó là chiếc điều khiển. Và một cái điểm đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là ở phía trên thì tất cả những cái phím vật lý ở phía trên hoàn toàn sẽ được tạo bằng một cái phần cảm ứng và qua một cái lớp nhựa kính khá là cao cấp. Và các bạn chỉ thao tác đó là một trạng, hoàn toàn có thể thay đổi được đó là những phần âm lượng, rồi nguồn vào, rồi quay lại back hay là chọn menu, rồi lên xuống trái phải. Tất cả sẽ được chạm bằng cảm ứng một trạng khi các bạn thao tác trực tiếp với sản phẩm. Ngoài ra các bạn cũng sẽ sử dụng với cả điều khiển mà hãng cũng sẽ đi kèm trong hộp cho chúng ta, để có thể là chọn tất cả những cái tính năng liên quan đến đầu vào, đầu ra hay là tăng giảm âm lượng qua chiếc điều khiển này. Và chia sẻ một chút nữa hơn về cái phần thông số kỹ thuật của mẫu sản phẩm N11DAB thì cái phần công suất sẽ được tích hợp một mạch ampli Class D với mức công suất là 80W cho loa trở kháng 4 ohm. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng với cặp loa SC-N10 như vừa rồi, hay sử dụng những loa Buxell khác, ví dụ như các bạn có thể ghép với dòng loa của Clip cũng rất là hợp lý. Cụ thể thì các bạn có thể sử dụng với model RP400M hay là RP500M thì cái phần chất âm cho ra cũng rất là sắc nét, và cái phần trải nghiệm của bạn cũng sẽ rất là đầy đủ với tất cả các bản nhạc cùng các cái phần giải âm thể hiện một cách đầy đủ. Vâng, thưa các bạn, ngoài cái phần kết nối và sử dụng như vậy thì với các sản phẩm của N11DAB sẽ tích hợp thêm các tính năng nghe nhạc số. Các bạn hoàn toàn có thể streaming với các cái app nghe nhạc số trực tuyến như Spotify hay Tidal hay Deezer để có thể là streaming qua AirPlay hay là qua về các cái hình thức như Bluetooth. Và thậm chí các bạn có thể lưu file vào cái USB để có thể sử dụng với cả ngõ vào USB mà chiếc này. Đó, thì với tất cả những cái phần nguồn nhạc định dạng như vậy thì cái mẫu sản phẩm CEOL-N11DAB bộ sản phẩm này sẽ đang có mức giá là 18.500.000 đồng. Mức giá mình nghĩ cũng không phải là quá cao, cũng không phải là quá thấp,
Đây là một mức giá để phù hợp cho các bạn sử dụng một mẫu dàn mini nghe nhạc công nghệ và có thể sử dụng streaming nghe nhạc số với tất cả nền tảng nhạc cao cấp hiện nay. Và đi một chút về phía mặt sau, như bạn thấy ở phần phía sau cũng bố trí rất là đơn giản, đó là các cầu kết nối loa. Đi kèm bên cạnh đó, đó là các cổng kết nối analog và hai cổng kết hợp số optical. Các bạn hoàn toàn có thể kết hợp kết nối với TV để chúng ta có thể trải nghiệm những đoạn phim hay là nghe nhạc với mẫu sản phẩm này. Cổng mạng LAN sẽ giúp cho chúng ta kết nối bằng hình thức có dây, giúp cho việc truyền tải data dữ liệu một cách đều đặn và chuẩn xác hơn. Và mẫu sản phẩm N11 này sẽ sử dụng nguồn điện là 230V các bạn nhé. Phần cuối cùng mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là phần công nghệ Helios cũng sẽ được tích hợp trực tiếp trên mẫu sản phẩm N11. Các bạn hoàn toàn có thể kết hợp với các cái thiết bị khác để làm nên một nền tảng hệ thống streaming nhạc đa phòng. Có thể nói là rất là thuận tiện và cao cấp ở công nghệ này. Ok, và trong phần cuối clip này thì mình cũng muốn chia sẻ thêm các bạn về chất âm của mẫu sản phẩm N11 khi sử dụng trên mẫu loa SC10. Thì theo mình cảm nhận thì với tất cả các dòng nhạc, với cái phòng có diện tích khoảng dưới 20m2 thì bộ sản phẩm CNOL N11 DAB này sẽ đáp ứng cho các bạn một cái giải âm bass khá là tròn và chắc, cũng như là âm trung được rất là rõ ràng và âm chép thì có thể nói là rất là mượt mà. Cụ thể như nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm về một số các bản nhạc để chúng ta có thể khám phá thực tế về chất âm của mỗi sản phẩm này nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể chia sẻ thêm về các cái thông tin cũng như trao đổi với bên mình bằng cách comment ở phần phía dưới clip, cũng như là ấn nút subscribe để theo dõi kênh và chúng ta có thể tham khảo một số các chương trình khuyến mãi trong thời gian sắp tới các bạn nhé. Các bạn cũng đừng quên gọi điện đến số 1800 0042 và truy cập website hdradio.vn để xem thêm thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì Đức Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mong muốn.
con được sống với những yêu thương không lời, không cần lời yêu với tôi. Mong người bình yên, người hãy ăn cho cả yêu thương riêng mình chỉ lặng lẽ thôi. Em dõi theo người chỉ lặng lẽ thôi. HD Radio nâng tầm giá trị giải trí.